Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 1 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 Đồ Sơn điểm đến 4 mùa sôi động, hấp dẫn, lan tỏa thông điệp về mảnh đất Đồ Sơn với 4 mùa rực rỡ sắc màu. Quỹ chợ vốn phát huy vai trò là điểm tựa cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cơ chế chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư thông thoáng giúp Hải Phòng khẳng định vị thế và sức hút đặc biệt trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn tổ chức khai mạc Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2024, Đồ Sơn điểm đến 4 mùa. Tới dự có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồ Sơn là vùng đất có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Du lịch Đồ Sơn đang từng bước chuyển mình với nhiều khởi sắc và kết quả quan trọng. Năm 2023, Đồ Sơn đón gần 3 triệu lượt khách du lịch. 4 tháng đầu năm nay, lượng khách đến với Đồ Sơn đạt 495.000 lượt, tăng 145% so với cùng kỳ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, quận sẽ tận dụng và phát huy các tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thu hút du khách đến với Đồ Sơn cả 4 mùa. Tôi thấy rất là tự hào về quê hương Đồ Sơn. Khách du lịch về Đồ Sơn rất là đông. Ta rất là mong muốn là mỗi năm có những cái tổ chức như thế này và tổ chức còn tốt hơn nữa. Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 Đồ Sơn điểm hẹn 4 mùa mở đầu bằng màn nghệ thuật được dàn dựng công phu với vũ đạo tái hiện vùng đất con người Đồ Sơn, Hải Phòng, mang tinh thần đất Việt hào khí ngàn năm cùng không khí rộn rã tưng bừng của ngày hội biển. Chương trình gồm 3 chương: Đồ Sơn điểm hẹn 4 mùa, Viên ngọc xanh trên thành phố cảng và Chào ngày hè rực rỡ, mang đến cho khán giả và du khách ấn tượng sâu đậm về những nét văn hóa truyền thống, lan tỏa thông điệp về mảnh đất Đồ Sơn với 4 mùa rực rỡ sắc màu. Khách du lịch về rất là đông, cảm giác của con người Đồ Sơn là rất là hào hứng với lại những cái ngày lễ như này. Hôm nay tôi đến đây tôi thấy rất là vinh dự với đất Đồ Sơn là rất là vui rồi. Thấy không khí hôm nay ở đây rất là đông vui nhộn nhịp, rất là tự hào khi Đồ Sơn mình có rất là nhiều điều để mình có thể giới thiệu với bạn bè mình và bạn bè quốc tế ạ. Ngoài chương trình nghệ thuật Đồ Sơn điểm đến 4 mùa, Liên hoan du lịch 2024 còn có nhiều hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, ngày hội trình diễn diều nghệ thuật, giải gốc du lịch mở rộng, lễ hội ẩm thực Đồi Rồng cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động. Tính riêng 5 ngày nghỉ lễ, Đồ Sơn đã đón khoảng 510.000 lượt du khách. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng tại khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương triển khai lắp ráp sân khấu để chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024, ghi nhận của phóng viên thời sự. Làm xuyên lễ, trên công trường thường trực các ca kíp là quyết tâm của các công nhân tại đây, nhằm gấp rút hoàn thiện các hạng mục của khu vực sân khấu phục vụ đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 sẽ diễn ra vào tối ngày 11 tháng 5 tới đây. Về khối lượng hiện tại thì dựng được dàn khung layer và đang lên một số thiết bị âm thanh ánh sáng. Dự kiến là sẽ vào tầm ngày mùng 3 sẽ bắt đầu thi công mắt tiếp màn hình LED. Với khối lượng công việc cũng lớn và nhiều như thế này thì phía ban tổ chức cùng với ekip sản xuất cũng đã cố gắng dồn toàn bộ nhân lực để có thể là tổ chức được thi công 3 ca trong một ngày để có thể chuẩn bị tốt cho chương trình. Giờ là 12 giờ đêm và tôi đang có mặt tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng. Nơi tôi đang đứng đây là khu vực thi công sân khấu, nơi mà sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 chỉ sau ít ngày nữa. Hối hả khẩn trương là những gì mà tôi cảm nhận được khi có mặt tại nơi này. Không có khái niệm nghỉ lễ, càng không có khái niệm ngày hay đêm.
tất cả công nhân ở đây đều đang làm việc hết sức mình để đảm bảo kịp tiến độ dự án, để đóng góp một phần công sức của mình vào thành công chung của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho nhân dân thành phố cùng bạn bè khắp nơi một chương trình ấn tượng, đặc sắc, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất và con người thành phố cảng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam từ khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên và được tiếp sóng bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cùng nhiều đài truyền hình địa phương khác trên cả nước vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 5 tới. Nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp về thành phố Hải Phòng tới bạn bè và du khách, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tổ chức triển lãm ảnh về khu vực trung tâm thành phố tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Buổi triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Triển lãm bao gồm những hình ảnh về khu vực trung tâm thành phố, các không gian công cộng như tuyến phố chính, quảng trường, nhà hát thành phố, đặc biệt là hình ảnh về trung tâm chính trị, hành chính mới của thành phố, các nhóm công trình kiến trúc có giá trị tiêu biểu và những hình ảnh ấn tượng về di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Ngoài ra, triển lãm còn cung cấp tới công chúng lịch sử phát triển đô thị Hải Phòng thông qua bản đồ quy hoạch thành phố qua các thời kỳ. Sau khi mà nhìn những cái bức tranh kiến trúc Pháp này ạ, thì em phải cảm thấy thật sự là ngưỡng mộ và cảm thấy thật sự là rất là đẹp và mong muốn là muốn được tới đó một lần. Bởi vì những kiến trúc này thì theo em nó rất là lôi cuốn đấy ạ, và rất là cổ kính, đồng thời nó rất là sang trọng và nói chung là rất là đáng để tới và chiêm ngưỡng tận mắt đấy ạ. Biết được về thành phố Hải Phòng, rõ hơn về những di tích, du lịch và văn hóa, hiểu rõ về những kiến trúc đồ sộ về Hải Phòng rõ ràng hơn. Và em sẽ mong muốn là sắp tới để ra tìm hiểu rõ, em mong muốn được đến Hải Phòng và trải nghiệm những chương trình này ạ. Triển lãm đã mang tới cho công chúng những hình ảnh đẹp về thành phố Hải Phòng, từ đó lan tỏa những giá trị kiến trúc, văn hóa lịch sử tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá du lịch Hải Phòng nhân dịp hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Sau khi được tổ chức tại Hà Nội, triển lãm sẽ tiếp tục được diễn ra tại khu vực phía trước nhà hát thành phố, đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tối qua, tại quảng trường nhà hát thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật thực hiện mang tới cho khán giả những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ vượt mọi khó khăn, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình nghệ thuật gồm hai phần với chủ đề: phần 1 là những trang sử hào hùng, phần 2 là Hải Phòng, hội nhập và phát triển qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Nhật Thuận, ca sĩ Duy Đức và các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Văn Công Quân khu 3, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng cùng nhiều nghệ sĩ đến từ thủ đô Hà Nội. Chương trình đã mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc. Mình cảm thấy chương trình rất là ý nghĩa, khi xem mình dâng trào cảm xúc, nhớ về các cái chiến công hiển hách, nhớ về lịch sử nước nhà, về những ngày giải phóng miền Nam, nhớ về sự hy sinh anh dũng để có được ngày độc lập tự do. Ta cần phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của cha ông. Xem chương trình Giai điệu Tổ quốc, tôi cảm thấy rất là xúc động. Khi nghe thì rất là dâng trào cảm xúc khi nghĩ tới cái ngày chiến thắng của cha ông của mình, mà cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để phát huy được cái tinh thần yêu nước. Khi xem ca nhạc này, con càng thêm yêu nước và tự hào về miền đất và quê hương của mình ạ. Thông qua chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc đã khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, nhắc nhớ về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc ta và là nguồn động viên, khích lệ to lớn để người dân thêm hăng hái, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 5, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đồng hành cùng lực lượng người lao động có vai trò to lớn của tổ chức công đoàn, giúp hàng nghìn người lao động nghèo vượt qua khó khăn, góp phần đẩy lùi nạn vay tín dụng đen trong cộng đồng. Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Liên đoàn Lao động Thành phố những năm qua đã phát huy vai trò cầu nối thông qua hoạt động trợ vốn để gắn kết và thu hút người lao động với tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Gần 10 năm tiếp nhận quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo của Liên đoàn Lao động Thành phố, hơn 300 lượt đoàn viên huyện Tiên Lãng đã được tiếp cận để triển khai 120 dự án. Người lao động được vay vốn đã phát huy hiệu quả sử dụng đồng vốn, tạo việc làm cho gia đình và người dân địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 7 triệu đồng một tháng. Thì hiện nay thì cái tình trạng tín dụng đen thì cũng đã xâm nhập vào cái đời sống của anh em công nhân lao động, đặc biệt là đồng chí mà có cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên từ cái đó thì Liên đoàn Lao động huyện thì cũng đã thường xuyên rồi tích cực tuyên truyền, vận động tới công nhân lao động để nắm được cái chủ trương rồi cái chính sách hỗ trợ vay vốn từ cái quỹ trợ vốn liên thành phố. Cũng là địa phương có số lượng công nhân viên chức lao động tiếp cận quỹ trợ vốn lớn, thống kê đến nay quỹ đã giải ngân cho Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo khoảng 15 tỷ đồng. Chăn trở tìm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, niềm vui đến với gia đình cô giáo Vũ Thị Thu Hằng, giáo viên trường tiểu học Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, khi được tiếp cận quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo của Liên đoàn Lao động Thành phố. Với 50 triệu đồng nguồn vốn từ quỹ, cô giáo Hằng đã có thêm điều kiện để phát triển việc kinh doanh của gia đình. Công đoàn Vĩnh Bảo đã giúp mình là cái việc là về hồ sơ vay vốn rất là nhanh chóng, cũng như là hỗ trợ mình tối đa nhất để có thể là vay vốn nhanh và có thể là có những cái lãi suất thấp để là ưu đãi hơn. Cái số tiền vay vốn đợt này sẽ giúp mình là có mở rộng thêm được cửa hàng này và có thể là tăng thu nhập hàng tháng hơn. Hoạt động quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Liên đoàn Lao động Hải Phòng đã phủ rộng tới 14 trên 15 địa bàn quận huyện. Thống kê đến nay có gần 280 công đoàn cơ sở tiếp nhận chủ trương triển khai hoạt động trợ vốn đến người lao động và đã có gần 2.000 trường hợp được vay với mức vay từ 30 triệu đến 50 triệu đồng một người tùy mục đích sử dụng. Trong thời gian tới thì quỹ trợ vốn sẽ tiếp tục triển khai các cái sản phẩm mới, đặc biệt là cái sản phẩm cho vay khẩn cấp để nhằm phục vụ tốt hơn nữa cái nhu cầu vay vốn của người lao động đặc biệt. 78 năm Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức trọng thể ở nước ta sau khi đất nước giành độc lập, giai cấp công nhân thành phố đã không ngừng lớn mạnh, từ trên 74.000 nay đã tăng lên trên 326.000 công nhân viên chức lao động. Đồng hành cùng công nhân viên chức lao động thành phố, công đoàn các cấp cũng duy trì hoạt động bảo vệ, chăm lo người lao động. Với phương châm không vì mục tiêu lợi nhuận, quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động thành phố đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, mở ra nhiều cơ hội mới để công nhân viên chức lao động khó khăn trên địa bàn thành phố phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, thời tiết nắng nóng khiến các khu du lịch biển thu hút đông đảo du khách. Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, Cát Bà, thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế đã trở thành sự lựa chọn của du khách trong nước và quốc tế. Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, 5 ngày nghỉ lễ, du lịch Cát Bà đã đón hơn 80 vạn lượt khách, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tín hiệu đáng mừng là lượng khách quốc tế đến Cát Bà dịp này đạt gần 1,6 vạn lượt, chiếm gần 20% tổng lượng khách. Cao điểm ngày 29 và 30 tháng 4, trung bình mỗi ngày có khoảng 2 vạn lượt khách tới Cát Bà tham quan nghỉ dưỡng. Du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay tại Cát Bà tương đối thoải mái, dễ chịu. Các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng bước đầu mang lại cho du khách sự hài lòng. Các nhà hàng, khách sạn đều niêm yết giá và bán theo giá niêm yết công khai và không xảy ra tình trạng khan hiếm phòng nghỉ. Lượng khách phong phú đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có nhiều du khách từ các tỉnh Việt Nam đã lựa chọn Cát Bà là điểm đến trong tour du lịch biển hàng đầu của cả nước. Tháng 4, tổng lượng khách du lịch đến Cát Bà đạt hơn 240.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 136.600 lượt, khách nội địa đạt 103.500 lượt.
Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt khoảng 222 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng năm nay, du lịch Cát Bà đã đón và phục vụ gần 65 vạn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 39 vạn lượt, đạt 57% kế hoạch năm 2024. Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách quốc tế tới Cát Bà tăng mạnh là việc quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới cùng với Vịnh Hạ Long. Với những tín hiệu lạc quan đầy triển vọng này, du lịch Cát Bà sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 3,6 triệu lượt khách trong năm nay. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay là thời gian để người dân được nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, với những người công nhân xây dựng tại dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, thì đây lại là giai đoạn lao động miệt mài để tăng tốc, đáp ứng tiến độ công trình. Mặc dù không được nghỉ lễ, nhưng trong họ luôn thể hiện sự quyết tâm cố gắng hoàn thành công việc, bởi mỗi công nhân ở đây đều nhận thức được tầm quan trọng của công trình khi về đích đúng kế hoạch, sẽ hiện thực hóa được ước mơ an cư cho hàng chục nghìn người dân đang sống tại các chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Mặc cho thời tiết oi ả, nhiệt độ tăng cao, gần 400 công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị tập trung tại các hạng mục công trình của dự án với quyết tâm đặt tiến độ và chất lượng công trình lên hàng đầu. Việc nhà thầu quyết định triển khai thi công liên tục trong dịp nghỉ lễ này nhằm quyết tâm bám sát đường găng tiến độ, phấn đấu cất nóc toàn bộ 10 tòa cao tầng vào cuối năm nay. Xuyên suốt trong các ngày nghỉ lễ của đợt 34 1 năm này, chủ đầu tư cùng với nhà thầu đã quyết tâm và thống nhất là triển khai các mũi thi công ở trên công trường 100% để đảm bảo cái tổng tiến độ của dự án cũng như là đạt cái mục tiêu là hoàn thành việc cất nóc của 10 tòa cao tầng trong năm 2024. Là dự án trọng điểm của thành phố, thực hiện thu hồi đất đối với 16,91 ha liên quan tới 7 tổ chức và 98 hộ gia đình cá nhân. Với quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn cùng sự ủng hộ tích cực của nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trong vùng dự án, từ giữa tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền đã bàn giao 100% diện tích mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà thầu triển khai thi công đồng loạt tại các hạng mục của 10 tòa cao tầng và 18 tòa thấp tầng trên toàn dự án. Đến thời điểm hiện tại thì đối với 10 tòa cao tầng thì tòa CT1 và CT2 thì đã đạt được 50% khối lượng cọc khoan nhồi, phần cọc đại trà. Tòa CT3 và CT4 thì đã triển khai lên dầm sàn tầng 2. Tòa CT5 thì đã thi công được 50% khối lượng móng. Tòa CT6 thì đã hoàn thành được phần cọc đại trà. Phần hạ tầng kỹ thuật thì toàn bộ phần khuôn đường đã được hình thành và thi công được đạt 80% khối lượng. Và đối với tòa thấp tầng thì dự án cũng đang triển khai gấp rút để cất nóc trong tháng 5 tới. Dự án có quy mô gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số 4.456 căn hộ, khu nhà ở thấp tầng với diện tích hơn 13.000 m², khoảng 163 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ. Mục tiêu nhằm phát triển diện tích nhà ở tại quận Ngô Quyền, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người dân tại các chung cư cũ trên địa bàn các quận Ngô Quyền và Hồng Bàng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Những năm gần đây, Hải Phòng thể hiện rõ sự nhạy bén và chủ động trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là việc lãnh đạo thành phố đã có định hướng và chủ trương cùng hướng đi mới trong việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, cũng như xúc tiến đầu tư tại nước ngoài. Thành công từ chuyến công tác của lãnh đạo thành phố tại Hàn Quốc vào cuối tháng 4 vừa qua là minh chứng rõ nét về chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Hải Phòng. Hai hội nghị xúc tiến đầu tư giữa thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI và tập đoàn LG được tổ chức thành công với sự tham gia của tổng cộng gần 200 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc. Cũng tại các hội nghị xúc tiến đầu tư trên, lãnh đạo thành phố đã trao 8 giấy chứng nhận đầu tư mới, tăng vốn đầu tư cho 6 công ty doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư tại Hải Phòng với tổng số vốn là 370 triệu đô la Mỹ. Những con số và kết quả nổi bật trên đã cho thấy hiệu quả mà việc tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài mang lại. Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng là một đơn vị đầu mối trong việc xúc tiến đầu tư cho các khu công nghiệp của Hải Phòng đi các nước, thì chúng tôi đánh giá rằng đây là một cái tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như kết nối với các doanh nghiệp ở nước ngoài. Việc đến với sân nhà của các cái đối tác của chúng ta là một cái thông điệp rất là rõ ràng và mạnh mẽ để cho đối tác chúng ta hiểu được Hải Phòng chúng ta đang có lợi thế gì để các bạn đến đầu tư.
Hải Phòng hiện đã thu hút được khoảng 20 dự án đầu tư từ Hàn Quốc với số vốn đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ, cùng với sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc và của thế giới như LGSK, POSCO. Đến nay, có hơn 100 dự án đầu tư từ Hàn Quốc tại Hải Phòng với tổng số vốn đạt 12 tỷ đô la Mỹ, chiếm 40% tổng số vốn FDI trên địa bàn thành phố và chiếm 14% tổng số vốn FDI Hàn Quốc của cả nước. Những kết quả trên đã góp phần khẳng định rằng Hải Phòng là điểm đến thành công đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc. Thu hút đầu tư thì vừa đầu tư giới thiệu cái cơ hội đầu tư tại Hải Phòng và vừa đem cái Hải Phòng đến với lại các cái đất nước bạn và đến với lại các nhà đầu tư FDI. Thì đây là một trong những cái giá trị kép. Người ta thấy rằng là như thế Hải Phòng luôn luôn đón chào và Hải Phòng là một trong những thành phố rất là thân thiện với lại các nhà đầu tư. Đây là một trong những cái chiến lược tôi nghĩ là rất tốt của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối với việc mà hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp của thành phố cũng như là cái sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng. Với phương châm thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố Hải Phòng, lãnh đạo thành phố cam kết tạo điều kiện tối đa giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài tại thành phố cảng. Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư linh hoạt cùng môi trường đầu tư thông thoáng chính là một trong những lợi thế giúp Hải Phòng khẳng định vị thế và sức hút đặc biệt trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm qua. Tiếp theo chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 4 ước đạt hơn 7.770 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 3.065 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.712 tỷ đồng. Ước 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là hơn 40.988 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao và bằng 128% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 22.320 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao và bằng 210% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 17.700 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố và bằng 88,9% so với cùng kỳ năm trước. Những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Một số ngành công nghiệp chế biến chế tạo trọng điểm đạt mức tăng trưởng khá như sản xuất sản phẩm điện tử, sản xuất phương tiện vận tải, sản xuất xe có động cơ, sản xuất phân bón và hợp chất nitơ. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các ngành kinh tế cấp 1 đều tăng trưởng dương. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định số 1325 về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Theo đó, thành phố sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành. Đối tượng kiểm tra đợt này là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Thời hạn kiểm tra từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, lưới điện thành phố dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 hoạt động khá ổn định, không có sự cố trên diện rộng. Trong những ngày nghỉ lễ, công suất lớn nhất toàn thành phố đạt 1.100 MW, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng trung bình mỗi ngày đạt khoảng 19 triệu kWh, tăng 50,2% so với cùng kỳ. Trước đó, công ty đã lên phương án bảo đảm cấp điện an toàn liên tục và chất lượng cho dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, tập trung vào các địa điểm diễn ra lễ hội, các hoạt động, vui chơi giải trí và các khu vực dân sinh. Vụ xuân năm nay, toàn thành phố gieo cấy hơn 27.000 hecta lúa. Thời gian qua, thời tiết thuận lợi nên lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện trên đồng ruộng, một số sinh vật gây hại đang phát sinh phát triển. Điển hình là sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, vì vậy cần tập trung phun trừ để bảo vệ năng suất và sản lượng lúa. Hiện nay, lúa đang ở giai đoạn phân hóa đồng, có khoảng 10% diện tích lúa đã trỗ. Tầm 5 đến 20 ngày tới, lúa sẽ trỗ tập trung, ước đạt hơn 75% diện tích gieo cấy. Tuy nhiên, trên đồng ruộng sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đã vũ hóa rộ và đẻ trứng trên lúa giai đoạn phân hóa đồng làm đồng. Mật độ sâu trưởng thành trên đồng ruộng cao nhất từ trước đến nay, phổ biến từ 5 đến 8 con một mét vuông, cao 15 đến 20 con một mét vuông, cá biệt có nơi 50 đến 70 con một mét vuông. Xuân năm 2024 thì huyện Kiến Thụy gieo cấy được gần 3.400 ha. Hiện nay thì sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đang vũ hóa và đẻ trứng với mật độ rất là cao. Có những xã thì đã có những cái điểm mật độ sâu lên tới 200 con trên 1 mét vuông.
Thời gian tới, trưởng thành cuốn lá nhỏ lứa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non nở và mật độ gia tăng cao trên đồng ruộng. Sẽ có nhiều nơi mật độ sâu hại cao từ 500 đến 1.000 sâu non 1m2, gây hại trực tiếp bộ lá đồng. Nhiều diện tích bị sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 gây hại trắng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa nếu không được phun trừ kịp thời. Cuốn lá nhỏ lứa 2 mật độ cao như này đề nghị các địa phương, đặc biệt hệ thống thông tin tuyên truyền của xã, của huyện cũng như là anh chị em cán bộ khuyến nông cũng như là trồng trọt bảo vệ thực vật và địa phương là hướng dẫn chỉ đạo bà con nông dân là cố gắng là tập trung phun trừ đúng lịch. Cái thứ hai nữa là ưu tiên chọn các cái bộ thuốc có hiệu lực đối với sâu cuốn lá. Đợt này chúng ta phải quyết tâm làm quyết liệt. Huyện nào mà không quyết liệt đợt này thì chắc chắn là sẽ xảy ra mất mùa trên diện rộng chứ không phải là cục bộ một vài gia đình địa phương. Để bảo vệ năng suất lúa vụ xuân, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các loại sinh vật gây hại mới xuất hiện, tăng cường cán bộ chuyên môn hướng dẫn nông dân tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đúng chủng loại thuốc, kỹ thuật. Thời gian phun trừ lần 1 từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 4 tháng 5 và lần 2 từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5. Phun thuốc lần 2 cách lần 1 từ 4 đến 5 ngày. Trong thời gian phun thuốc từ 3 đến 4 giờ đồng hồ, nếu gặp mưa bắt buộc phải phun lại. Dự kiến sẽ có khoảng 60 đến 70% diện tích gieo cấy có mật độ sâu cao phải tiến hành phun kép để đảm bảo hiệu quả phun trừ. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Để bảo đảm an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương, đơn vị huy động 100% quân số triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó giúp nhân dân lưu thông thuận tiện, an toàn. Trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch, Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, tập trung phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, nhất là các nút giao thông có đèn tín hiệu, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông. Đáng chú ý, các đơn vị bố trí cán bộ chiến sĩ có mặt trên đường về đêm, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhắc nhở các lái xe đảm bảo tỉnh táo, đi đúng tốc độ để xử lý tốt các tình huống, phòng ngừa tai nạn, đồng thời giúp đỡ người dân trên đường. Trạm cảnh sát giao thông An Hưng chúng tôi là bố trí cán bộ chiến sĩ trực 100% quân số và đảm bảo trên tuyến khép kín địa bàn, tuần lưu xử lý vi phạm cũng như phòng ngừa ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông cũng như làm xuyên đêm để đảm bảo cho bà con có dịp nghỉ lễ an toàn. Cũng trong dịp nghỉ lễ, Công an thành phố tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều thanh thiếu niên chạy xe lạng lách đánh võng, vi phạm luật giao thông. Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 6 người bị thương. Các lực lượng công an thành phố xử lý 2.156 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 386 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt tiền hơn 5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 337 trường hợp, tạm giữ 13 xe ô tô, 714 xe mô tô. Thưa quý vị, ngay sau chương trình Thời sự Hải Phòng tối nay sẽ là chương trình lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền thờ tiến sĩ Lê Khắc Cẩn tại huyện An Lão, được Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng truyền hình trực tiếp trên kênh THP và THP Cộng. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Và sau đây, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ khép lại chương trình Thời sự tối. Kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin và chương trình Thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%.
Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 6 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.